Chào mừng quý vị các bạn, chúng ta cùng quay trở lại với sân bóng Bình Minh và cùng quay trở lại với hai phần bên TH Media Livestream và TH League để cùng đón xem lượt trận đấu cuối cùng ở trong buổi chiều ngày hôm nay. Vòng đấu thứ 6 giải bóng đá TH League S6 năm 2023 tranh cúp Nấm Lim Xanh Việt Nam. Lượt trận đấu cuối cùng này là cuộc đối đầu của hai đội bóng FC Bình và các thủ bên phía Đạo Duy Từ 93. Tình huống chuyền bóng dành cho Đức Ảnh, trả đáy dành cho Nhất Bình. Đưa bóng vào phía trong. Rất nhanh dành cho đội bóng FC Bình. Một tình huống bàn đập phối hợp quá nhanh đến từ đội bóng áo đỏ. Và thời gian trôi qua chỉ mới 1 phút thi đấu đầu tiên mà các thủ bên phía đội bóng FC Bình họ đã có được bàn thắng. Bàn thắng bởi tỷ số, bàn thắng khai thông thế bế tắc của trận đấu này. Một tình huống thả đáy quen thuộc đến từ đội bóng FC Bình. Và Hoàng Nhất Minh đưa ra một tình huống kiến tạo vừa tầm dành cho Lê Ngọc Nam. Và Lê Ngọc Nam quá lạnh lùng để có thể đánh bại được thủ thành bên phía đội bóng Đạo Duy Từ 93 trong tình huống vừa rồi. 1-0 dành cho các cầu thủ bên phía đội bóng FC Bình. Thực sự đội bóng FC Bình họ đang có được một sự khởi đầu nhập cuộc có thể nói là quá lý tưởng. Một tình huống phối hợp ăn ý của các cầu thủ bên phía đội bóng FC Bình. Phòng ngự bên phía đội bóng FC Bình họ lùi về rất nhanh trong tình huống vừa rồi. Tuấn Anh đưa bóng vào, không được. Một tình huống cướp bóng tốt của Phúc Dị. Đây là cơ hội dành cho Đào 93. Chưa để có được cú dứt điểm đến từ Long Lắc. Một tình huống chuyền bóng hơi mạnh của Phúc Dị dành cho Long Lắc. Anh Bẩm. Và các cầu thủ bên phía đội bóng Đào Duy Từ 93 họ yêu cầu trọng tài check lại công nghệ VAR để có thể biết được ở trong pha bóng vừa rồi. Tiền đạo bên phía đội bóng áo trắng xanh có bị tác động bởi hậu vệ bên phía đội bóng FC Bình hay không? Và chúng ta cùng chờ đợi quyết định này. Và trọng tài quyết định sẽ có penalty dành cho các thủ bên phía đội bóng Đào Duy Từ 93. Và kèm theo đó là một chiếc thẻ vàng dành cho anh Bẩm. Long Lắc phải đối đầu với Quý Dương ở trong tình huống này. Và liệu rằng Quý Dương có giúp cho đội bóng FC Bình tránh được bàn thua này hay không? Long Lắc rất chính xác. Và tỷ số bây giờ được san bằng 1-1. Một tình huống dứt điểm có thể nói là lạnh lùng đến từ Long Lắc. Đội bóng bên phía FC Bình họ có được bàn thắng sớm ở trong trận đấu này. Họ có được bàn thắng ngay từ phút thi đấu đầu tiên. Nhưng bây giờ thì các cầu thủ bên phía đội bóng Đào Duy Từ 93 họ đã có được điều mình cần. Đó chính là bàn thắng san bằng cách biệt. Hoàng Nhất Bình. Tình huống chuyền bóng nhanh của Hoàng Nhất Bình. Ôi, không vào. Đây là cơ hội tiếp theo. Sai lầm. Một sai lầm đến từ hàng phòng ngự bên phía đội bóng Đào Duy Từ 93. Và người trừng phạt sai lầm vừa rồi, đó chính là Trường Béo. Một tình huống mà Trường Béo có mặt đúng lúc để có thể đưa ra một tình huống đệm bóng cận cảnh. Chúng ta cùng xem lại một đường truyền tốt của Hoàng Nhất Bình dành cho Đức Ảnh. Nhưng pha bóng mà Đức Ảnh không để chiến thắng được thủ thành bên phía đội bóng Đào Duy Từ 93. Thì rất may mắn ở trong tình huống vừa rồi là có người đồng đội của anh đã chọn sẵn vị trí và có được một tình huống đệm lòng thành công để giúp cho đội bóng bên phía FC Bình nâng tỷ số lên 2-1. Lần thứ hai trong trận đấu này, FC Bình vừa lên dẫn trước. Và anh khẳng định được giá trị của cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu Nông Công Lịch, Hoàng Nhất Minh. Cơ hội tiếp theo, Hoàng Nhất Minh không vào. Tình huống xử lý khá hay của Hoàng Nhất Minh, nhưng đáng tiếc thì may mắn lại không đứng về phía của cầu thủ mang áo số 98 này. Một tình huống loại bỏ được thủ thành bên phía Đào Duy Từ 93. Đức Ảnh, cú dứt điểm ngay, không vào. Đó là một tình huống bắt bóng tốt đến từ thủ thành bên phía đội bóng Đào Duy Từ 93. Phúc Dị, cơ hội lên bóng đường chuyền. Một tình huống mà Phúc Dị kiến tạo cho Long Lắc. Đó là sự hiểu ý nhau của hai anh em. Hai anh em đã cùng nhau giúp cho đội bóng bên phía Đào Duy Từ 93 có được bàn thắng sàn bằng cách biệt. Một tình huống bứt tốc tốt của Phúc Dị.
Và một đường chuyền quá vừa tầm để cho Long Lắc có thể thực hiện được một tình huống dứt điểm. Và Long Lắc đã có cho mình được một cú đúp ở trong trận đấu này. Một tình huống mà Phúc Thị dùng tốc độ để có thể vượt qua được trung vệ kỳ cựu Lưu Văn Hường. Và đưa ra một tình huống kiến tạo dành cho người anh của mình. Sự thay đổi người mang tính chiến thuật đến từ ban huấn luyện của cả hai đội bóng. Ở trong hiệp đấu thứ nhất, cả hai đội đều tạo ra cho chúng ta một trận đấu rượt đuổi tỷ số. Có tới 4 bàn thắng được ghi và vừa rồi là một cơ hội được trao cho Phúc Dị. Vừa lên dẫn trước các cầu thủ bên phía đội bóng Đào Duy Từ 93. Nhưng cả hai lần đó đều bị các cầu thủ bên phía Đào Duy Từ 93 họ san bằng thành công. Một tình huống cướp bóng tốt của Trường Béo. Đây là cơ hội dành cho FC Bình Minh Du. Bàn thắng thứ 3 dành cho đội bóng FC Bình. Tiếp tục lại là một kịch bản như vậy. Một kịch bản quen thuộc ở trong hiệp đấu đầu tiên. Phút thi đấu đầu tiên của hiệp đấu thứ hai. Các cầu thủ bên phía đội bóng FC Bình nâng tỷ số lên 3-2. Giống hệt cách họ đã làm ở trong hiệp đấu thứ nhất. Khi phút thi đấu đầu tiên, Lê Ngọc Nam giúp cho đội bóng bên phía FC Bình có được bàn thắng khai thông thế bế tắc của trận đấu này. Một tình huống thi đấu có thể nói là đồng đội đến từ Trường Béo. Và Minh Dô thực hiện một tình huống dứt điểm lạnh lùng. Người mắc sai lầm trong tình huống vừa rồi đó là Tuấn Hiệp. Một tình huống cướp bóng tốt đến từ Trường Béo. Minh Dô hoàn toàn có thể thực hiện một tình huống dứt điểm một chạm. Nhưng anh xử lý tinh tế hơn khi nhớ lại một nhịp và loại bỏ đi được hậu vệ bên phía đội bóng Đào Duy Từ 93. Tình huống cướp bóng tốt đến từ Tạ Quang Huy. Đây là cơ hội không vào. Đức Sơ Lim. Cú dứt điểm của Đức Sơ Lim không vào. Tiếp tục là một tình huống cản phá xuất sắc của Đỗ Thành Quý Dường. Đưa bóng vào cơ hội. Như vậy đội bóng bên phía Đào Duy Từ 93 họ tiếp tục có được bàn thắng sát bằng cách biệt. Người ghi bàn đó là Đình Quỳnh, người được đưa vào sân để thay thế vị trí cho Tạ Quang Huy. Và người thực hiện một tình huống kiến tạo đó là Tuấn Nếp. Tuấn Nếp đã có được một tình huống để có thể sửa sai dành cho chính bản thân mình. Một tình huống mà Tuấn Nếp đưa ra một tình huống kiến tạo ngon ăn dành cho Đình Quỳnh. Và việc còn lại của Đình Quỳnh là đệm bóng vào khung thành bỏ trống. Tiếp tục lần thứ 3 trong trận đấu này, các cầu thủ bên phía đội bóng Đào Duy Từ 93 họ có được bàn thắng sàn bạc cách biệt thành công. 3 lần họ rượt đuổi thành công với các cầu thủ bên phía FC Bình. Đức Slim. Cú dứt điểm và như vậy đã có bàn thắng dành cho đội bóng Đào Duy Từ 93. Quá bất ngờ, một tình huống dứt điểm từ xa, bóng đi với lực khá nhẹ. Nhưng với việc chạm chân của hậu vệ bên phía đội bóng FC Bình vào đổi hướng khiến cho Đỗ Thành Quý Dường không thể nào làm khác được ngoài việc vào lưới nhặt bóng ở trong tình huống vừa rồi mà thôi. Lần đầu tiên trong trận đấu này, các cầu thủ bên phía đội bóng Đào Duy Từ 93 họ có được bàn thắng dẫn trước. Lần đầu tiên mà họ khiến cho đối thủ của mình phải trở thành kẻ bám đuổi ở trong trận đấu ngày hôm nay. Và dường như cú dứt điểm của Đức Slim, bóng chạm vào chân của Tâm Bình và đổi hướng khiến cho Quý Dương phải bó tay hoàn toàn. Chúng ta cùng xem lại pha bóng này. Một tình huống lắc bóng và đưa ra cú dứt điểm với một lực có thể nói là không căng nhưng vô tình. Một tình huống dứt điểm cộng thêm chút may mắn khiến cho Đức Slim có được bàn thắng. Bàn thắng của cá nhân mình. Và như vậy là bàn thắng thứ 5. Bàn thắng thứ 5 dành cho đội bóng Đào Duy Từ 93. Khi chúng ta đang xem lại bàn thắng của Đức Slim thì đội bóng bên phía Đào Duy Từ 93 họ tiếp tục có được bàn thắng. Bàn thắng thứ 5. Và người ghi bàn tiếp tục là Đình Quỳnh. Chúng ta cần phải chờ đợi một tình huống phát lại. Một tình huống phản công nhanh. Một tình huống sai lầm đến từ Tuấn Múc. Và một cú dứt điểm cháy lưới. Nâng tỷ số lên 5-3. Lần thứ 2, đội bóng Đào Duy Từ 93 họ lội ngược nghịch cảnh để có được bàn thắng thứ 5 và đưa đội bóng FC Bình trở thành kẻ bám đuổi mà phải bám đuổi tới hai bàn. Hai bàn thắng đến rất nhanh dành cho đội bóng bên phía Đào Duy Từ 93. Mà đây chính là niềm vui dẫn trước tới hai bàn. Và vừa rồi là một tình huống cột dọc lại tiếp tục cứu thua dành cho khung thành của Đào Duy Từ 93. Thì Đình Quỳnh là người rời sân, vào sân đang cho anh đó là cầu thủ mang áo số 9 này. Đánh đầu không được. Long Lắc. Trường Thành chưa để có được tình huống dứt điểm chính xác. Phúc Dị. Trường Thành
Bàn thắng thứ 6 dành cho các cầu thủ bên phía đội bóng Đào Thị Từ 93. Người ghi bàn đó là Phúc Thị, có vẻ như may mắn đang mỉm cười với đội bóng bên phía Đào Thị Từ 93 khi họ là đội bóng để đùa trước tới 3 lần. Nhưng bây giờ họ đang có cách biệt 3 bàn với chính đối thủ FC Bin của họ trong trận đấu này. Tỷ số đang là 6-3 nghiêng về đội bóng Đào Thị Từ 93. Một tình huống kiến tạo đến từ Trường Thành dành cho Phúc Thị. Chiến thắng đang đến rất gần với các cầu thủ bên phía đội bóng Đào Thị Từ 93 rồi. Một cuộc lội ngược dòng hoàn hảo và khiến cho đội bóng FC Bin phải trao thua. Tâm phục khẩu phục khi những sự thay đổi người bên phía đội bóng Đào Thị Từ 93 trong trận đấu ngày hôm nay đều đang mang lại được sự hiệu quả cho họ. Phúc Thị. Tình huống chuyền bóng dành cho Đức Slim. Cú dứt điểm không vào. Những sự thay đổi người đến từ Bầu Kiền đều đang thực sự mang lại hiệu quả. Hải Say, đường chuyền tốt. Đó chính là một bàn thắng rút ngắn cách biệt. Bàn thắng rút ngắn cách biệt, tỷ số xuống còn 4-6. Lượt trận đấu thứ 3 này có quá nhiều bàn thắng được ghi. Một tình huống phối hợp tốt của bộ ba Dũng Tùm, Hải Say và người ghi bàn cuối cùng đó là cầu thủ mang áo số 7 bên phía đội bóng FC Bin. Cú dứt điểm ngay không được. Đúng lúc này thì tiếng còi kết thúc của hai vị trọng tài điều khiển trận đấu ngày hôm nay được vang lên. Chiến thắng chung cuộc 6-4 được dành cho đội bóng bên phía FC Đào Thị Từ 93.